Hôm nay anh Tú quay xong về sớm rồi, Harry rất là buồn. Thực sự phim này không phải nói về Harry Miu đâu, là thực sự là Harry anh Tú. Hả? Thì chịu đau thôi chứ sao? Sắp tới này chắc cũng đau vài chỗ. Mà chịu mà. 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu. Nghe tên là biết, chỉ có 2 chàng thôi, không có gái. Ừ, sao để cái tựa 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu là nói về 2 chàng trai, 1 tình yêu trong vòng 4 năm thì còn gì nữa.